Vâng, xin chào các bạn. Các bạn có tôi tiếp tục quay trở lại cái vị trí ngày hôm qua tôi đã nhìn thấy từ trên đỉnh đèo Hải Vân. Các bạn có thể nhìn thấy cái màu nước nó thay đổi không? Chào các bạn, đây là cái gì đấy ạ? Dạt vào trong bờ, Các bạn nhìn thấy nó là cái gì đấy ạ? cái vùng đó phía trong. Đây tôi cho các bạn so sánh với khu vực bên ngoài. Tại sao cả một vệt ven bờ nó lại đỏ như thế này ạ? Các bạn thấy cái sự tương phản giữa khu vực phía ngoài xa kia và khu vực ở gần sát bờ không? Anh đừng để lẫn tiếng của em à. Ở đây là cái vùng dân cư nó rất là thưa thớt, cho nên là nếu mà càng thấp xuống dưới biển bạn ạ thì nó sẽ càng khó nhìn cái sự phân biệt về màu sắc giữa hai nơi. Tôi sẽ bay lên cao cho các bạn xem cái sự phân biệt màu sắc khác nhau của cả cái vùng biển ven bờ và ở ngoài xa một chút. Đây là độ cao 200 mét. Đây là độ cao 300 mét. Các bạn bắt đầu thấy sự chuyển đổi màu sắc ở vùng gần bờ và vùng phía ngoài chưa? Các bạn xem video này xem mạnh lên nhá, xem mạnh cho mọi người biết tình hình biển miền Trung, khu vực đèo Hải Vân như thế nào rồi nhá. Các bạn đã thấy sự phân biệt màu sắc chưa? Đây là độ cao 500 Maximum flight altitude reached. Các bạn thấy sự phân biệt màu sắc không? Cả một cái vệt. Bạn nhìn thấy chưa? Cái khu vực màu xanh và cái khu vực đỏ quạch ở ven bờ đây. Cái gì đây? Nếu không phải là những cái thứ của Formosa thải ra. Các bạn nhìn thấy chưa? Các bạn nhìn thấy cái vệt chưa? Đấy. Cái sự. Các bạn thấy cái vết màu xanh ở ngoài chưa? Đấy. Kinh khủng không? Đấy. Ở vị trí này là các bạn có thể nhìn thấy là cái vệt nước nó kinh khủng nhất. Đây. Nếu như nhìn theo cái độ cao này và cái ước tính này của tôi thì cái từ cái mép bờ mà ra đến cái vệt nước
màu xanh phía ngoài nó cỡ độ quãng độ khoảng tầm, chỗ ít thì độ khoảng tầm 700-800 mét, chỗ nhiều thì độ khoảng tầm 2 cây số đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Cái sự phân biệt màu, cái vệt này, nhìn thấy rõ không? Các bạn nhìn thấy chưa? Rõ chưa? Khủng khiếp, thật là khủng khiếp. Các bạn phải biết rằng là khi mà thông qua tất cả các thiết bị quay chụp thì cái màu sắc và cái ấn tượng nó không thể kinh khủng bằng mắt thường được. Nếu như các bạn đang có mặt ở trên đèo Hải Vân này thì chứng kiến cái cảnh tượng này thì các bạn mới thấy cái sự kinh khủng của nó. Chia làm hai lớp, chia làm hai xanh và đỏ rõ ràng. Anh vô va bình luận nào anh? Nhìn thấy hai cái giải nước phân biệt hai màu, màu đỏ và màu xanh. À, cái vùng này, tại vì mình đã xem cái vùng các vùng nước khác xuất từ các cái giải dọc ở Đà Nẵng ấy, phía đằng đường Ngô Tất Thành và các cái khu vực khác thì không có cái nước màu đỏ như thế này. Chỉ riêng khu vực này thấy cái vùng sát chân đèo Hải Vân này là rõ rệt, và vừa nãy thì mình có quay cái cảnh cảnh nước đỏ như sơn ấy, những cái giải nước đỏ như sơn ở cái phía kia cách đây khoảng vài cây số. Thì nước đỏ như sơn của đây là một cái vùng mà sát bờ ra khoảng 5 đến 600 mét. Nó chia thành hai cái khu vực nước xanh và đỏ rõ rõ rệt. Các bạn nhìn trên cái màn hình các bạn thấy. Đó, cái vùng bên trong sát bờ nó đỏ. Đỏ bằng mắt thường nhìn còn rất là rõ, rõ hơn. À, có rất nhiều, không biết là trẻ trâu hay dư luận viên vào cái video hôm trước của chúng tôi nói rằng là do mưa. Cho nên là đất đá ở trên đồi núi... đổ xuống biển cho nên là gây ra màu đỏ. Xin thưa với các bạn có thể nhìn quanh khu vực này, đây không phải là cái nơi địa chất đất đỏ Ba Gian. Đây là nơi là địa chất đá vôi, và không thể nào có được những cái màu đỏ như vậy. Cho nên là lấy đâu ra được cái màu đỏ của những cái phù sa nào ở đây, đất đỏ nào ở đây. Ở đây làm gì có cửa sông, cửa biển. Hai cái lớp đỏ, hai cái vạt nước phân biệt rõ hai màu. Kinh khủng. Sao các ông không đến đây mà lấy mẫu? Tài nguyên.
Thôi, xin chào mọi người nhé. Như vậy là quá đủ hình ảnh để hiểu được cái tình trạng của biển miền Trung như thế nào rồi. Chúng tôi dừng cái livestream từ Flycam ở độ cao 500m trên đèo Hải Vân ở đây. Xin cảm ơn các bạn, và các bạn nhớ chia sẻ video này để sự thật được loan tỏa, người dân chúng ta hiểu được thực trạng của đất nước như thế nào, và kể cả lãnh đạo người ta cũng cần phải biết rằng thực trạng nó như thế nào để có những cái giải pháp để xử lý cái ô nhiễm miền Trung, cũng như là có cái thái độ dứt khoát với cả tập đoàn Formosa. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.